chảy thì nước mặn nó sẽ văng qua bên xà lan của người ta, cho nên là mình sẽ tắt một máy, mình chạy máy nhỏ thôi. Máy bên này máy lớn, nước ngoài này nước mặn nó văng lên xà lan thì nó rất là rít luôn, nó rít chịch rồi, cho nên tắt một máy. Rồi á, Ngân ra đây Ngân đậu thì Ngân cũng gặp chiếc xà lan này. Chiếc này ra thì cũng gặp chiếc xà lan này nữa. Có duyên với chiếc xà lan này quá. Đây, cái lái nó dần dần cập sát vào. Bây giờ Ngân sẽ đi buộc dây nha. Đây, Ngân mới vừa buộc con dây xong. Xà lan của Ngân thì đã cập vào bến xong rồi ha. Ngân đang đậu phao, cái dàn phao của Ngân là ba chiếc này là ba chiếc thẳng các bạn. Xà lan Ngân thì đang nổi ha. Ở phía bên ngoài cũng có một chiếc An Giang nổi. Chiếc phía bên ngoài rất là lớn luôn. Hello, Kim Ngân xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Kim Ngân. Các bạn ơi, xà lan của Ngân thì xà lan Ngân đã đi ra tới ngoài Vũng Tàu rồi. Ngân đã cập chung với cái chiếc xà lan ở phía trong. Chiếc xà lan ở phía trong thì lúc nãy mới vừa dời ra ngoài, thì bây giờ tới lượt xà lan của Ngân dời vào trong cảng để mà nhận hàng luôn. Ngân nhận chung cảng với lại cái chiếc lúc nãy á. Mới vừa đi ra đây tính đậu xà lan xong xuôi á thì mình sẽ nằm ngủ chút xíu. Bây giờ thì cảng kêu Ngân vào nhận hàng luôn. Chưa kịp quét hầm hàng luôn, chắc chút xíu nữa dời xà lan á thì sẽ quét hầm hàng luôn á. Chiếc này thì chủ hàng nói Ngân là chắc chiều tối Ngân mới có nhận, nhưng mà hiện tại bây giờ là người ta hối, người ta kêu vào nhận luôn, cho nên là mình sẽ vào nhận luôn, dời vô cổng luôn mọi người ơi. Hôm nay sẽ bị mất ngủ nữa. Tính đậu xong buộc dây là sẽ đi ngủ mà bây giờ dời vô luôn rồi. Cái chiếc kia mới vừa dạo á, chiếc kia nhận cùng cảng với lại Ngân luôn á, nhưng mà bây giờ kêu hai chiếc vào luôn. Chiếc kia mới vừa đi xong thì chủ hàng á kêu xà lan Ngân vào luôn, cho nên là dời luôn. À quên nữa, cái chuyến này á thì Ngân sẽ nhận bắp hạt nha. Hôm bữa giờ thì Ngân toàn là nhận bả đậu không à, chưa có nhận bắp hạt chuyến nào hết á. Chuyến này thì Ngân sẽ nhận bắp hạt nè. Mời tất cả mọi người cùng theo dõi cái clip ngày hôm nay xà lan của Ngân nhận bắp hạt như thế nào nha. Tính hôm nay á, đậu xong á thì sẽ ăn chuối nè, ăn chuối luộc trừ cơm khi nào đói, tại vì buồn ngủ quá chừng luôn rồi. Mọi người xem á, cái mặt Ngân đậu cỏ, Ngân bơ phờ luôn nè, mới vừa đi vô phòng nằm luôn á, đi ra rồi quay cho mọi người xem luôn á. Bây giờ á thì ông xã Ngân nói chủ hàng kêu vào trong cảng nhận luộc chuối sẵn rồi, tính ra đây á là sẽ ăn chuối trừ cơm khi nào mà, tại vì ai cũng mệt, ai cũng buồn ngủ á. Ăn bây giờ là 11 giờ trưa rồi. Ngân có làm đồ ăn giặt, ăn trễ lắm, tính là đi ngủ một chút xíu dậy cho hơi tỉnh tỉnh, tại vì nghe chủ hàng nói tối nay mình có nhận á, đi ngủ rồi khi nào đói bụng dậy thì sẽ ăn cơm. Nhưng mà bây giờ vô nhận hàng luôn rồi, nghỉ ăn luôn. Ăn chuối đỡ nha. Bây giờ thì Ngân sẽ đi dời xà lan đây. Bye bye tất cả mọi người nha. Hẹn gặp mọi người khi xà lan của Ngân vào trong cảng nha. Đây là nguyên cái dàn
cơm á, để cho hai ông này quét đi, để ngon chúng ngon quét thôi, chút lên nó bụng là không có cơm ăn luôn. Đó, thì các bạn ơi, xà lan cũng ngon á, chạy tới cảng ODA Thị Vải rồi nè. Chuyến này thì ngon nhận cảng ODA. Ở phía trước thì xà lan đang đậu rất là nhiều luôn, không biết là mình sẽ cập vào cái dòng xà lan nào. Ngay chỗ cái chiếc xà lan nổi đang thả sình sình đó các bạn. Cái chiếc đó thì cũng chuẩn bị vào bến đó để mà nhận hàng luôn á. Bây giờ thì mong chưa có biết là mình sẽ cập vào cái máng nào nữa. Bây giờ thì xà lan cũng ngon vào trong đây để mà bắt hầm hàng trước. Bắt hầm hàng, chụp hình hầm hàng ok thì ngon mới vào nhận hàng. Ở đây có cái chiếc tàu này mới vừa cập cảng này, chiếc tàu lâu này mới vừa chạy ra luôn. Cảng này thì ở đây thì có một chiếc tàu này mới vừa cập bến nè. Bên đây thì có một cái chiếc tàu. Đằng kia thì cũng có hai chiếc tàu nữa. Thì đã dời vào bến, nó đã cập cảng chuẩn bị nhận hàng rồi. Đây, bây giờ thì gì sao? Cái xu nó cạp đít chừng 6 rồi các bạn. Xà lan ngân thì đã dời vào cảng để mà chuẩn bị nhận hàng rồi ha, cập cảng rồi. Nhưng mà mưa hoài luôn các bạn ơi, cứ chút xíu mưa á. Rồi mở hầm xong rồi bây giờ mình đóng hầm chưa nhận được xe nào hết á. Đây là cái băng tải mà nơi xà lan ngân sẽ nhận hàng á. Đó, băng tải phía trên nè. Cảng này thì gọi là cảng ODA Thị Vải nha các bạn. Cái cảng này thì khá là hẹp luôn. Ở ngon ở phía trước này, xà lan ngon đậu phía trước. Rồi ở phía sau có một chiếc xà lan to cũng đậu phía sau đó nè. Hai chiếc đậu bích đít hết trơn các bạn. Mình muốn nhận mà mình ve tới trường lui thì rất là khó luôn á. Không biết là có trường được không nữa. Đó, bây giờ xà lan ngân đã kéo hầm đậy ra luôn rồi. Chiếc tàu nè, khi nào chiếc tàu này mở hầm á, thì xà lan ngân mới được làm hàng. Cảng sợ bị ướt á các bạn. Đây, xà lan của ngân á, mà khi chuẩn bị vào cảng nhận hàng á, thì ngân sẽ trùm bạt rồi che như thế này nè. Bụi dữ lắm luôn á các bạn. Mình phải che bạt như thế này thì cho nó đỡ bụi ha. Ở phía sau thì ngân che ở phía sau, còn ở phía trước thì những sáu cũng che ở phía trước nữa. Bây giờ hiện tại là 5 giờ mấy chiều rồi. Trời thì lúc nãy mới vừa mưa lâm râm á. Bây giờ thì ngân chắc có lẽ là ngân sẽ đi xuống xà lan luôn. Chứ ở trên đây thì mình cũng không có làm hàng, chờ khi nào mà người ta mở hầm á thì mình sẽ làm hàng á, ngân sẽ đi lên. Đây là cái máng chút nữa xe đổ nè. Đây là cái ghế để mà mình lên đó, mình đứng ở trên cái ghế đó mình xem á, hàng của mình đã đổ hết chưa. Hồi nãy á, ông xã Ngân có bắt cho Ngân một cái cây cầu, bắt cho Ngân một cái cây thang nè, để mà Ngân đi lên đi xuống bằng cái cây thang này. À, cái con tàu mà của xà lan Ngân sẽ nhận, Ngân nhận trực tiếp ở bên tàu qua cầu cân rồi xuống xà lan Ngân ha, chứ không có nhận hàng kho nha. Tàu này thì tàu của nước ngoài, không biết là nước nào. Cái lá cờ này Ngân cũng không biết là nước nào luôn nữa. Tàu này thì cũng siêu to khổng lồ ha. Đó, bây giờ thôi Ngân để Ngân đi xuống xà lan Ngân ăn cơm để mà chút nữa sẽ lên trên cảng nhận hàng tiếp ha các bạn. Hello, Kim Ngân xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Ngân. Các bạn ơi, hiện tại thì xà lan của Ngân đã cập vào cảng và Ngân đã thay đồ bảo hộ nè. Ngân đi lên bờ để mà nhận hàng á. Hồi nãy giờ thì xà lan của Ngân đã cập rồi. Hồi trưa á các bạn. Hồi trưa thì xà lan của Ngân đã lên chạy vào trong cảng này, Ngân cập cảng rồi. Nhưng mà do là
Hôm qua đi đi ra đây á thì nguyên một đêm á, rồi Ngân buồn ngủ á các bạn. Ngân đi ngủ á, ông xã Ngân Ngân cặp cản này xong là Ngân đi ngủ luôn, Ngân không có quay clip được cho các bạn xem á. Cặp cản xong á thì trời mưa rất là lớn luôn, nguyên một đám mưa lớn luôn á. Rồi Thà Lan của Ngân đi vào trong nhà ngủ hết luôn. Bây giờ thì chiều mới bắt đầu làm hàng lại nè. Chuyến này á thì Ngân sẽ nhận một cái loại hàng mới. Hồi trước giờ thì Ngân chỉ có nhận bả đậu thôi á. Chuyến này á thì Ngân sẽ nhận bắp các bạn. Lâu lắm rồi Ngân mới nhận bắp luôn á. Chuyến này thì Ngân sẽ nhận bắp và Ngân sẽ quay lại cho các bạn xem cái quy trình mà Thà Lan của Ngân nhận hàng ở cảng. Cái cảng này là tên cảng ODA Thị Vải nha các bạn, của khu vực Bà Rịa Vũng Tàu nha. Ngân sẽ nhận hàng ở cái cảng này luôn nè. Bây giờ thì Ngân đang còn ngồi trên cảng á, mời các bạn cùng theo dõi cái xà lan của Ngân 1.600 tấn. Cái chuyến này thì Ngân sẽ nhận bắp bao nhiêu tấn và sẽ nhận bao lâu thì xà lan Ngân đầy nha. Mời các bạn cùng theo dõi cái clip ngày hôm nay. Cái mặt của Ngân á thì Ngân mới vừa ngủ dậy luôn á. Lúc nãy thì cảng kêu Ngân lên cân xe, lên cầu cân phía trên đây nè. Cân xe thì Ngân mới vừa dậy luôn các bạn. Buồn ngủ lắm luôn, Ngân nằm xuống là Ngân ngủ. Tại vì Ngân thức mấy đêm rồi, nằm xuống là ngủ thôi các bạn. Thức mấy đêm rồi rất là đuối luôn á. Bây giờ thì không nói nhiều nữa, Ngân sẽ đi xuống xà lan nghỉ ngơi, ăn cơm chút xíu nữa. Xà lan làm hàng thì Ngân không có đứng ở dưới khu vực cảng với lại xà lan của Ngân được, mà Ngân đi lên trên cầu cân phía trên kia. Ngân cân xe các bạn. Ngân không có chắc có lẽ là Ngân không có quay lại được cái quy trình mà ở dưới này nhận hàng như thế nào ha. Ngân lên trên kia để mà Ngân theo dõi từng cái xe hàng của mình qua cầu cân sẽ như thế nào ha. Nói nhiều quá thôi, bây giờ sẽ đi xuống xà lan thôi. Hẹn gặp các bạn chút xíu nữa, để Ngân ăn cơm xong thì chút xíu nữa Ngân sẽ lên, Ngân sẽ review tiếp cho các bạn xem nha. Chiếc này tải nhỏ hơn chiếc xà lan của Ngân ha.
này cũng đang làm hàng luôn. Chiếc Ngân thì đang làm, xà lan của Ngân là đang làm hàng phía trên nè. Hồi nãy giờ xà lan Ngân nhận được 400 mấy rồi đó các bạn, làm hàng khá là nhanh luôn. Để bây giờ Ngân sẽ đi xuống xà lan, Ngân quay ở phía bên dưới xà lan cho các bạn xem nha. Hồi nãy giờ Ngân ở trên đây nhưng mà Ngân kêu phía xe. Đây xe này không biết là của bên xà lan Ngân hay của bên xà lan bên kia nữa. Để Ngân lấy một cái phiếu xe, Ngân sẽ quay cho các bạn xem nha. Cái trọng lượng hàng của cái xe này thì tới 30 mấy tấn hả? Tại vì bắp đó các bạn, cho nên nó nặng lắm. Đây là những cái người bên bảo hiểm đó, người ta lấy phiếu cân, người ta kiểm tra đúng số xà lan và đúng số xe, số lượng hàng đúng số xà lan thì người ta mới cho nổ. Video hôm nay dài quá cho nên là Ngân sẽ đăng tiếp. Mời tất cả mọi người đón theo dõi phần 2 vào ngày mai nha. Bây giờ thì Ngân xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp tất cả mọi người vào ngày mai. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.